giải thích lại luôn nhé. Đóng hết lại đi. Đó, ngày xưa ấy, giải thích lại cái luồng validation cho nó thấy cái validation nó dễ thế nào này. Ví dụ giả sử mình có cái category router, khi mình tạo một category đúng không? Thì mình có cái hàm check validation. Đơn giản cái hàm check này nó chỉ là ok, cái niệm middleware thì cũng middleware thì không phải giải thích lại đúng không? Nó chỉ là một cái hàm chặn ở giữa này để nó check, nó kiểm tra dữ liệu thôi. Thì á, cái validation này là mình viết một cái function. Cái function này nó gọi tới, nó mình truyền cho nó một cái tham số. Thì ở đây á, giống như là thầy viết một cái validation streamer, nó sẽ là bộ lọc cho tất cả các trường hợp. Được chưa? Đấy, còn cái thằng còn lọc như thế nào á? Bọn em tưởng tượng như là bọn em có một cái khung lọc đi. Thì cái validation streamer nó chính là cái khung lọc. Với cái khung nó thì mỗi lần bọn em sẽ thế cái lưới lọc có cái gọi là cái độ lớn của cái lưới khác nhau á. Ví dụ em thấy cái lỗ mà 3 ly, 2 ly, 1 ly gì đó thì sẽ lọc được những hạt cát nó mịn khác nhau đúng không? Thì cái giả sử như trong trường hợp này dòng 17 đây thì check category create category streamer nó là một cái lưới lọc. Được chưa? Thì với mỗi một cái trường hợp thì mình sẽ thay cái lưới lọc, còn mình giữ nguyên cái khung lọc đó. Được chưa? Thì cái này là cấu trúc function mà nó truyền một cái gọi là cái adjustment thôi. Thì nó gọi là viết hàm bình thường thôi, nó không có gì phức tạp cả. Đấy, còn đối với trường hợp mà ở đây mình quay lại đi. Cái đoạn login hiểu chưa này? Login thì ok hơn rồi đúng không? Login thì hoặc là cái đoạn đấy nó hơi khó hiểu thì tí nữa thầy giải thích sau. Bây giờ mình đoạn cái đoạn mà mỗi một lần mình đăng nhập vô thì nó sẽ đòi hỏi cho mình phải có authent đúng không? Đấy, thì mình vô ra ngoài file app này. Đây là product và category này. Mỗi lần đăng nhập nó đòi hỏi. Được chưa? Thì bình thường bọn em sẽ viết một cái function, ví dụ giả sử là check login chẳng hạn. Được chưa? Xong truyền một cái parameter gì vào bên trong như thế này đúng không? Đấy, nhưng mà cấu trúc của thằng Passport thì nó hơi khác một tí. Thứ nhất á, là thằng Passport nó sẽ là một cái thư viện chung, library. Nó sẽ không, nó phải trỏ tới một cái thông function ở đây mình sử dụng. Đó là authenticate. Thì các bạn hiểu hình dung đi. Hiểu đơn giản đấy nhé. Passport của mình có thì const một cái passport đi bằng này trong đấy thì bình thường mình một cái passport trong đó mình sẽ có tự biến biến name chẳng hạn, name bằng phương ví dụ kiểu như thế, kiểu dữ liệu cơ bản ai tuổi bằng 20 kiểu đấy, day of birth nó ở khoảng là 9 tháng 7 năm 96 kiểu thế, kiểu dữ liệu day time đại loại là hình như vậy, các bạn hình dung rồi đúng không? Thì ở đây nó sẽ có thêm một cái phần authentication, nó là một cái function à, kiểu như này bên trong xử lý thì không biết ABC XYZ được chưa đấy, thì cái function này này được chưa, nó nhận vào các cái tham số ở đây đầu vào đây, cái thằng này nó chính là đầu tiên là một kiểu là ví dụ hai đi vào một cái option optional được chưa, thì cái thành phần ở đây này cái section phone này nó chính là cái optional thầy truyền vô, nó dưới dạng có dạng là một cái object được chưa đấy, và một cái thằng này này chính là cái type của nó đấy, để nó biết được là với cái thằng thằng này thì tôi phải nhảy vào cái hàm nào nó check, cái hàm nào để xử lý cái việc đó đúng không. Đấy thì đây là thầy viết cơ bản này, chứ thực ra là thầy không biết cái thư viện này chạy như thế nào cả, nhưng mà thầy đoán thôi, mạnh dạn đoán là nó sẽ cấu trúc kiểu như này chẳng hạn. Thì passport nó một cái object đúng không, mình muốn truy cập vào một cái function nằm bên trong object đó thì mình gọi đến cái function authenticate đó, mình truyền cho những cái dữ liệu tương ứng, nó có type này, type là JWT được chưa, hoặc là cũng cái function này nhưng các bạn search ở đâu đó nó sẽ có một số chỗ nó là sử dụng cái type là local này hoặc type là basic được chưa, nó là một cái test đấy, và với mỗi cái thằng đó thì nó sẽ thực thi những nhiệm vụ, nó nhảy vào cái hàm khác nhau được chưa. Đó thì đây giờ ta thể xóa đi cho nó đỡ bị dễ khó hiểu rồi được chưa. Vậy là quay lại này, là với cái thằng đó thì nó sẽ nhảy vô cái file passport, nó sẽ nhảy vào cái nơi nào mà thầy còn fix cái local story này, vừa nãy JWT thì nó nhảy vào cái JWT story này được chưa. Đấy, story đấy, thư viện ở trong đấy có cái gì đấy nó tùm lum hết trong cái thư viện rất là khó đọc, mà kệ đi, mình biết là nó nhảy vào thằng này, nó nhảy vào thằng newWT này và nó nhảy vào cái hàm này được chưa. Và cái function này á thì thầy đã khai báo nó ở trong file app đây, passport verify token đây, thầy khai báo nó ở đây, khai báo ở đây thấy chưa. Đấy, app.view rồi, nghĩa là tôi để sẵn ở đây rồi, khi nào anh cần thì anh sẽ sử dụng được nó. Thì khi mà thầy vô cái thằng này thầy gọi JWT này thì nó hiểu là nhảy vào cái hàm này
nhảy vào đây. Được chưa? Ừ. Tí nữa thầy sẽ mở cho các bạn xem một cái project của một cái lớp khác mà thầy viết cả hai cái source code trong cùng một thằng này luôn. Nghĩa là thầy viết cả admin cả user trong cùng một cái ứng dụng này. Bữa giờ là mình đăng nhập là đăng nhập bằng cái gì? Bằng bằng thằng thằng customer đúng không? Thầy viết một cái ứng dụng khác là đăng nhập bằng thằng employee. Thầy giả lập nhé, thì thằng customer chính là thằng khách hàng mua hàng. Còn thằng employee chính là một thằng thằng gọi là gì nhỉ? Thằng thằng nhân viên bán hàng hoặc là thằng chủ quản lý của cửa hàng. Đó, thì thầy viết trực tiếp hai thằng ấy trong một ứng dụng luôn, thì thầy config nó sẽ khác. Có thể là bạn các bạn đọc code nó dài hơn nhưng sẽ dễ hiểu hơn. Ở đây mình phân tích cái thằng này đã. Rồi nhảy vào hàm này. Thì đầu tiên cái thằng đây là mình cũng hiểu nó là một cái function đi. Nó nhận vào một cái object đầu tiên là chính là những cái config của mình ấy. Đấy, và thằng thứ hai là nhận vào một cái function. Được chưa? Nhận function chính là cái đoạn này này. Thì thằng option đấy nó sẽ có tác dụng làm gì? Nó nhận những cái key, cái secret key á, cái key mà mình dùng để mã hóa thông tin á, mã hóa tạo ra cái token á, và cộng với lại mình config cho nó biết là à mày phải đọc cái token đấy ở đâu trong cái request đó đúng không? Bình thường thì mình sẽ cung cấp cho nó là à phải lấy từ request.body, request.param hay là request.query. Còn đây thì mình sẽ config cho nó phải biết là lấy từ header. Được chưa? Request.header đó. Và cái biến tên biến là authorization. Đó. Đúng không? Cũng giống như bình thường là các bạn khi mà get detail chẳng hạn thì bọn em sẽ phải check cái ID đúng không? Thì bọn em chỉ định cho nó là à hãy lấy cái ID from là gì? Request.param đúng không? Và cái tên biến là ship trừ ID, là bằng ID hoặc là ship trừ ID. Ở đây thì mình config nó lấy từ đây. Lấy từ header. Và cái dạng của nó là bear token. Được chưa? Bear token để loại bỏ cái từ khóa bear bạn ở đầu tiên đi và giữ lại cái token thôi. Đó. Rồi. Còn secret key này, đó. Thì sau khi nó xử lý cái function nó chạy xong nhé. Rồi, cái thằng này nếu mà bọn em liên tưởng rộng ra sẽ giống cái hàm mà bữa trước em đang thắc mắc đấy. Cái hàm mà cái gì nhỉ? Async function, array, async gì đó. Để quên mất cái tên nào rồi. Ừ, async for x, được chưa? Thì nó cũng là nhận vào một cái option này. Nhưng mà thằng đấy là nhận vào một cái array đúng không? Sau đó nó gọi về một cái callback function. Được chưa? Nó lập từng phần tử nó gọi cái callback function. Còn đây là cái function này nó được gọi khi nào? Khi mà nó xử lý thành công, nó chấp nhận cái gọi là authorize này rồi. À, cái token nó hợp lệ lệ thì nó sẽ gọi đến cái function này và nó trả về thông tin ở trong payload. Đúng không? Còn nếu như mà nó bị lỗi á thì nó sẽ không nhảy vào cái hàm này luôn. Nó không gọi đến cái callback function này nữa mà nó bị lỗi, nó bắn ở đâu đó mà nó báo lỗi về cho mình thôi. Nó bắn là 401 đấy, unauthorized. Hình dung ra chưa? Cơ bản á, bọn em vẫn cứ tưởng tượng nó là một cái function thôi. Function nó gọi cái function, callback function hay là gì nữa, nó cũng là function thôi. Nó cứ gọi qua gọi lại, tới gọi lui vậy. Nhưng mà cái cấu trúc của nó thì nó có vẻ là nó viết phức tạp hơn không? Hình dung ra chưa? Đó. Rồi, rồi tiếp theo nhá, phải nói đến phần chặn đúng không? Thì có hai cách. Thứ nhất là bữa trước như thầy nói rồi, thằng product này, bây giờ thầy chặn tất cả những API của thằng product, được chưa? Thì đều bị chặn hết, nghĩa là anh đều không có quyền truy cập vô, được chưa? Nhưng mà giả sử bây giờ cái logic của thầy á, là thầy muốn là chỉ những cái tác vụ nào mà liên quan tới việc là thêm gọi là gọi là write đâu, còn read thì không, thầy không chắc. Write nghĩa là sao? Write là ghi đè lên, thêm này, xóa, sửa, cập nhật update gì đấy, nó là write. Còn quyền read là get detail hoặc get list là thầy cho phép nó thoải mái tẹt ga đúng không? Thì thầy không thể chặn ở đây được, thầy phải thả cho nó vô trong, xong đến đoạn nào thầy chặn. Ví dụ đây, mình có router này, get on này không chặn này, get list không chặn này, create có chặn không? Có chặn thì đúng không? Có chặn thì thầy sẽ check authorize trước ở đoạn này. Sau đó thì thầy mới check cái ID, check thông tin của nó đầy đủ không? Nghĩa là đầu tiên là thầy sẽ phải check quyền trước là anh có quyền để tạo không. Sau đó thì thầy mới check xem thử là đấy, thấy chưa? À, thì bây giờ giả sử cái pha ke này không sửa, quyền này là get, quyền này là... Ủa, sao lại hai cái query đây ta? Ủa, alo dư à? Search thì không cần, search cũng là tìm kiếm đó đúng không? Get đi theo không? Update này, update cần này, dán vào thằng update cái. Và delete có cần không? Delete thì chắc chắn phải cần rồi đúng không? Dán đây phát thì ở đây nó sẽ thiếu thằng passport. Passport mình sẽ phải import passport từ from require passport. Đây, thầy sẽ dán nó vào đây. Được chưa? Giờ thầy sẽ test này. Bữa trước á là
cái authent của thầy đâu, cái hàm get on product của thầy nó không chạy đúng không, bởi vì là thầy chạy ngay ở ngoài rồi. Bây giờ thầy send cái này là vẫn cho này, mặc dù là cái token này đi thầy xóa tắt luôn, biến đi luôn đi, thầy không có token nó vẫn chạy bình thường. Nhưng mà khi mà thầy get thì theo cũng được, get list cũng được này, thầy định delete chẳng hạn, nhưng mà đây header thầy chưa có này. À, thầy lấy một cái ID tạm đi, get on nó ra một cái ID sản phẩm này, thầy delete, delete theo cái sản phẩm đó, send này. Ủa sao lại not found? À, select delete select ID. API bị sai. Được chưa? Ủa sao vẫn not found này? Products app này. Product router. À, delete của mình method cũng là pass luôn đúng không? Đây này, pass này. Mình coi như là cập nhật nó là soft delete mà. Đó. Pass send lại này. Sẽ báo unauthorized này. Anh chưa đăng nhập, anh chưa thể xóa được. Đúng không? Đó. Đó thì ví dụ mình thấy thì tùy thì cái cấu trúc code của bọn em thôi. Bọn em muốn là validate theo kiểu là anh không có quyền hay là anh có quyền. Cái này thầy chia sẻ luôn này, cái dự án sắp tới ấy, thì mặc định như thế này. Ở phía admin á, nghĩa là phía cùng phần người quản lý á, người ta thêm sửa sót sản phẩm, thêm danh mục các thứ á, thì mặc định là tất cả các là phải là nhân viên và phải đăng nhập thì mới cần sử dụng của hệ thống. À, nó cái đấy nó lại dễ nhá, bọn em chỉ cần chặn đúng một cái duy nhất, đó là chặn tất cả các API ngoài này là được. Đấy, nhưng mà nó lại sẽ có một cái trường hợp như này, đó là đối với người dùng ấy, giả sử em bọn em lên Shopee chẳng hạn, bọn em sẽ thấy là khi mà bọn em truy cập vô, bọn em có thể xem được danh sách sản phẩm không? Được đúng không? Không cần đăng nhập cũng xem được, lọc sản phẩm được đúng không? Chỉ khi mà bọn em không có tiền sửa xóa rồi. À, nhưng mà khi mà bọn em tạo cái đơn hàng chẳng hạn, tạo order thì bọn em cần phải đăng nhập. Hay là bọn em thêm sản phẩm vô giỏ hàng thì bọn em phải đăng nhập thì mới biết là sản phẩm nào vô cái giỏ hàng và giỏ của ai đúng không? Đó thì khi đó bọn em mới cần đăng nhập. Được chưa? Thì có nghĩa là cái web của phía user nó sẽ phức tạp hơn. Đó là có cái thì cần đăng nhập, có cái thì không. Và em sẽ phải kiểm tra là có cái đoạn thì em cần bắt người ta đăng nhập, có đoạn thì không. Nó phức tạp hơn là việc là lúc nào cũng cần đăng nhập hết. Nó lại dễ. Được chưa? Đó. Rồi. Các bạn ở đây thì đã làm hết cái phần authent đó chưa? Đăng nhập, đăng ký và get URL này nó bị chặn lại đây. Ok. Bây giờ yêu cầu của thầy là các bạn hãy tập cập nhật cho thầy tất cả các thứ nhất này. Bữa trước là mình làm chức năng đăng nhập ở phía thằng thằng người dùng đúng không? User đúng không? Đúng không? Bây giờ các bạn hãy clone cái suộc của thầy ra và cho nó phần đăng nhập là phía user, phía admin, nghĩa là phía employee á. Thay vì là user đăng nhập thì bây giờ là check employee đăng nhập. Được chưa? Yêu cầu thứ hai đó là chặn tất cả các cái API. Cái là bắt buộc phải đăng nhập thì mới sử dụng được tất cả các API. Hình dung ra yêu cầu chưa? Thứ nhất này, bữa trước là thầy demo cho các bạn là thầy chặn mỗi cái category và cái product thôi. Được chưa? Bữa nay là chặn tất cả các API. Nhưng nhé, trừ cái API authent ra. Tại vì sao? Authent là ấy những API liên quan đến đăng nhập đúng không? Nếu mà bây giờ em yêu cầu người ta phải có token người ta mới được đăng nhập, thì người ta không được đăng nhập thì lấy đâu ra token để mà đăng nhập đúng không? Nó sẽ bị cái vòng lặp vô hạn như thế. Rồi là những cái API như kiểu đăng ký tài khoản chẳng hạn thì nó cũng sẽ nằm trong authent này. Được chưa? Thì ở đây thầy có viết mẫu này, là trong cái authent này thầy có một cái API là getMe. GetMe là sao? Bản chất sâu xa GetMe chính là get my profile hoặc là get profile theo hay là get user by ID, hình dung không? À, thì mình bữa mình biết rồi đúng không? Mình truyền một cái ID lên, sau đó mình get cái detail, get cái user thì gọi là employee hoặc là customer detail đúng không? Nhưng mà đố các biết phân biệt sự khác biệt giữa hai cái thằng này là gì? Get me và get user by ID chẳng hạn, hay là get customer by ID. Nó khác nhau chỗ nào? Nó sẽ có hai yếu tố khác nhau. Số 1 này.
đó là get my profile ấy, thì bản thân mình get xem thông tin của mình thì có được không? Luôn luôn cho phép rồi, chỉ cần bạn là đăng nhập là được, luôn cho phép. Còn một thằng á get người thông tin của người khác thì có được không? Phải không? Không chắc là không được mà cũng không chắc là được, hên xui. Phải xem cái hệ thống nó như thế nào. À, giả sử như là thằng Facebook chẳng hạn, khi mà bọn em chưa đăng nhập á, bọn em sẽ được xem thông tin của người khác, nhưng mà chỉ xem được cái avatar cover với lại cái tên thôi, những thông tin bài viết là không xem được. Rồi khi mà bọn em đăng nhập vô á, nhưng mà em chưa kết bạn với người đó, thì em cũng chỉ xem được những thông tin, những bài post họ để ở chế độ công khai, hay là những thông tin để chế độ công khai. Rồi khi mà em là bạn bè thì em mới xem được những thông tin là để chế độ bạn bè, đúng không? Còn thông tin họ để gọi là private, chỉ mình tôi á, thì bản thân người đó mới xem được, thì có nghĩa là nó giới hạn thông tin cho phép, đúng không? Đấy, còn giới hạn. Còn yếu tố thứ hai là gì? Khi mà em muốn xem thông tin của người khác thì bọn em sẽ phải truyền ID của người đó lên, đúng không? Còn khi mà get me ấy, xem thông tin của tôi ấy, thì có cần truyền lên không? Tại sao nó không cần truyền? Mình những chính mình thì chính mình, nhưng mà bản chất database thì nó đâu có biết anh chính mình là ai đâu, nó vẫn phải cần ID chứ, nó mới lấy được nhé. Nhưng mà tại sao lại không cần truyền? Thầy xác nhận lại không cần truyền là đúng rồi đó, nhưng mà tại sao lại không cần truyền? Chính xác, đúng rồi. Trong cái token của mình, khi mình giải mã, mình authent, đúng không, là mình đã lấy được cái ID ở trong cái token đó rồi, và khi đó thì tôi lấy cái token ở trong cái ID đó luôn, thì nó sẽ đảm bảo một chuyện, các bạn biết là gì không? Không thể giả được. Thứ nhất là cái token của mình đã một bước là verify được không, mình xác thực thử là cái token đó nó có hợp lệ hay không, thì những cái thông tin trong token nó đều là hợp lệ. Thế giả sử nhưng mà thầy không xác thực chẳng hạn, à, thầy chỉ giải nén cái token, nó không cần biết là token nó đúng hay sai á, thì giả sử như là à cái ID của thầy là 123, nhưng bây giờ thầy stop Facebook đi, gọi là thầy đang lén rình rập crush của thầy chẳng hạn, ID của cô ấy thầy biết là 456, thầy fake cái token đấy trong à, cái ID của cô ấy trong cái token của thầy. Thế là lúc nó đọc ra, nó lấy nó call, rõ ràng là thầy get me nhưng mà lấy thông tin của người con gái đó, thì thấy là vấn đề chưa? Đấy, thế nên là mình lấy trong cái token đấy, và token của mình thì mình có verify rồi, thì sẽ đảm bảo một việc là thằng đó nó chỉ được xem thông tin của chính nó, đúng không? Bởi vì anh đăng nhập với username với password đó, thì tôi cấp cho anh cái ID đó là của anh, thì anh chỉ được quyền xem thông tin đó thôi, anh không chuyển gì lên cả, anh chuyển mỗi cái token lên cho tôi thôi. Hình dung ra cái tính chất ở đây chưa? Đó, thì cái bộ suộc này này, cái suộc hiện tại mà các bạn đang viết này, nó có sử dụng nha, chứ không phải không sử dụng. Đấy, nhưng mà bây giờ các bạn hãy clone toàn bộ cái suộc này ra, tạo thêm một project mới, bởi vì chắc chắn sau này các bạn tới là phần làm đồ án cũng phải tạo. Nếu không tạo ra project mới, bọn em có thể viết trực tiếp trên một cái suộc code luôn. Nhưng mà thầy nói trước là viết kiểu đấy thì đỡ phải tạo hai bộ suộc, nhưng mà code thì nó là SML hơn đấy, bởi vì em phải check validate các kiểu rất là nhiều. Ok, thầy sẽ mở một cái bộ suộc mà trước đây thầy đã config kiểu đấy cho các bạn coi. À, giải thích sơ qua về cái project dự án của mình trước nha. Thì bây giờ bọn em làm một cái website thương mại điện tử, đúng không? Thì bọn em chắc chắn phải có hai phần. Thầy xóa đây này. Chứ thầy làm đẹp hết đó. Nghe thấy rồi nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ có một cái DB chung này. Thầy biết là này, cái như DB không? Thì xuống thế này. DB rồi nha. Ok chưa? Dưới DB mình sẽ có một con backend. Là thứ nhất là bọn em có thể viết chung một con backend, nhưng mà thầy khuyên là nên viết tách làm hai con backend. Nhưng mà nó chọn chung với một DB nha, chứ không phải hai DB đâu. Rồi sau bên dưới, từ con backend đó, nó sẽ có em ghép là FE. Được chưa? Nhưng mà FE này mình cho customer, hay nó C là customer đấy, hoặc là user đấy, nghĩa là người dùng người ta vô mua hàng. Có backend thứ hai nó sẽ dành cho anh. Employee, nhân viên. Thậm chí nhá, bọn em có thể tách thêm một con backend nữa, phải cho cũng là employee này, nhưng mà phải viết chữ S nghĩa là sao? Không phải sếp, thằng shipper. Ok, bọn em có thể tách một API ra thằng sếp cũng được. Nghĩa là ở đây đó, thầy có hai kiểu, một là thầy viết chung một con backend, nhưng mà thầy phải có một cái tính chất vững trước là thầy nói rồi, phân quyền. Nghĩa là thầy là thằng nhân viên, hoặc thầy là thằng quản lý, thầy là thằng sếp, thầy sẽ được truy cập vào phần nào trong cái con backend này.
Ví dụ thầy đã xét chẳng hạn, thầy có thể thêm sửa xóa toàn bộ không? Thậm chí là thầy xóa dấu vết luôn. Đúng không? Nhưng mà thằng nếu mà thầy là thằng shipper thì thầy có quyền là thêm đơn hàng, sửa đơn hàng không? Có, tôi sửa được cái ngày tháng ship hoặc là chặn cập nhật trạng thái cho đơn hàng. À, thầy đã từng xem gọi là đía qua cái app shipper của mấy thằng mà giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm rồi. Nó có dạng bị như này này. Nít danh sách, ví dụ đơn tên đơn này, mã đơn gì này. Sau có một cái nút là gọi. Đấy, cái bật gọi là liên kết trực tiếp với số điện thoại của mình, tài khoản thầy đăng ký ở trong cái đơn hàng luôn đấy. Ví dụ Shopee thì mỗi lần em đặt đơn là phải số điện thoại đúng không? Đây. Đã gọi cho mình luôn, chứ thay vì nó phải check cái đơn hàng xem số thằng nào để xong nó lấy điện thoại khách nó gõ gõ lâu đúng không, giờ kết nối trực tiếp nó gọi luôn, gọi xong thấy gọi mà thầy xuống lấy đúng không, nó chỉ có cái nút check cái à, thằng này đã nhận hàng hoặc là chụp cái ảnh làm chứng cái là cộng nhập cho cái đơn hàng này, là gửi cái ảnh lên cộng với việc nó cập nhật trạng thái à, thằng người dùng này nhận hàng, thế thôi, là thằng shipper nó chỉ có quyền truy cập cái phần này của nó, nghĩa là chỉ truy cập đúng một cái ADM. Sau khi đăng nhập xong thì nó làm gì? Một là nó xem danh sách những đơn hàng mà nó được được giao chưa, ví dụ hệ thống của thầy có 100 đơn nhưng mà thầy có 5 thằng Shopee à, thằng shipper thì mỗi thằng nó chỉ phụ trách khoảng bao nhiêu 20 đơn đúng không à, thì nó chỉ xem được 20 đơn mà nó được assign ra được gắn quyền là nó đi ship, còn đơn của năm bốn thằng khác nó không đọc đó, thì đây là một cái backend dành cho thằng shipper nhá, đọc đúng tiếng Anh nó gọi là delivery man đúng không, rồi tiếp theo có back end sẽ dành cho nhân viên nói chung và quản lý là họ sẽ có quyền là thêm danh mục này, thêm sửa xóa danh mục này, thêm sửa xóa sản phẩm này, chỉnh sửa đơn hàng chẳng hạn à, chỉnh sửa đơn hàng thì có thể là họ chỉnh sửa một vài thông tin họ hoặc là tạo đơn hàng, trong trường hợp là họ là người đứng tại cái máy post chẳng hạn, họ đứng ở quầy thanh toán họ bán hàng thì họ sẽ là người tạo đơn hàng thay vì khách hàng, được chưa đấy, và họ có quyền đọc thông tin của khách hàng, với giả sử nha. À, anh hôm nay không ăn đủ tiền, em xem thử là anh còn gọi là tài khoản của anh nó có gọi là cái gì nhỉ? Tích điểm không? Trừ cái tích điểm nó quy đổi giúp anh thì họ có quyền xem thông tin của em đúng không? Đó, thì đấy là thằng khách hàng. À, thằng 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 employee mà có quyền gọi là quyền cao hơn. Và cuối cùng phía bên này thì như thầy nói vừa nãy, đó là thằng customer, thằng người dùng bình thường. Thì bọn em có thể gộp chung ba thằng backend này một cũng được. Hoặc là bọn em có thể tách ra làm hai con backend riêng hoặc là ba con backend riêng. Chỉ thực ra là cái nghiệp vụ bên trong nó cũng tương tự na ná nhau đấy, chỉ có điều là thằng như có backend thì cho thằng FE thì em sẽ ít handle quyền nó hơn, bởi vì xem thông tin sản phẩm thêm xem danh mục thì em sẽ không cần quyền đúng không, và em không cần viết những API liên quan đến việc sửa xóa luôn bởi vì nó không có quyền mà mình viết làm gì đúng không đó, em viết nó không cẩn thận em gộp chung đúng không, thì bắt buộc là em phải có những API là sửa xóa đúng không, bởi vì em viết chung, nhưng mà khi em viết chung á thì em phải check kỹ là thằng người dùng đang đăng nhập là thằng employee hay thằng user, của em phân quyền các thứ em check rất là mất công. Ở đây này, thì thầy đã viết một con app, thầy không nhớ là lớp lớp hình như lớp 31 này. Không phải lớp 31, lớp 28 hay 9 đâu. À, hay 29 30. Thầy mở lại cái source code này. Note. Này. Không biết có phải lớp này không nữa chứ. À đây. Thì thế bạn các bạn bình thường nhé. Thầy sẽ để hai bên màn hình nó hơi bị nhỏ tí nhưng mà chịu khó xem tí nhá. Hoặc là xem trong clip cũng được. Em thấy cái cấu trúc code của thầy này. Code của mình bữa trước là bên trái này, lớp 33 này. Thì mình thấy là trong router của thầy sẽ có hàng loạt các cái module liên quan luôn đúng không? Còn ở đây á, trong cái router của cái lớp này này, thầy sẽ chia ra. Trong router nó chia làm admin, media question này là cái chung chung này, hay là cái user cái này là cái gọi là cái chung này không nói đấy nhá. Thầy sẽ chia làm web admin này và web user riêng này. Admin nó chính là cái thằng phía bên này này. Ví dụ bên thằng quản lý á, còn user chính là thằng customer thằng khách hàng á. Thì phải chia làm hai cái API riêng, thấy chưa? Admin và user này. Đó thì trong cái admin ấy thầy mới có các API liên quan thêm tất cả này. Còn thằng user thì nó chỉ có một vài thông tin thôi. Ví dụ thằng user mà product ấy, thì nó chỉ có quyền là gì? Search này, get on này, hay là get detail này, thấy chưa? Thầy xóa toàn bộ những cái API liên quan đến cập nhật luôn, đến quyền write luôn. Đó thì trong một bộ sụp thầy có thể ghi chung như thế này cũng được. Thầy sẽ code chung hoặc là đơn giản là bọn em tách hai cục này thành hai bộ sụp riêng biệt, deploy lên hai cái server khác nhau.
sau này thì thầy sẽ hướng dẫn deploy sau đấy, nhưng mà nói chung là bây giờ mình tách ra đã, được chưa? Ở đây thầy thầy còn fix kiểu gì, thầy còn fix đăng nhập kiểu gì này, ngoài ngoài file app của thầy đâu, đọc thử code của cái lớp này nhá, ngoài file app này nha, thì thầy vẫn có, à thầy có một cái là app.new này, bình thường bên lớp của mình á là app.new thầy sẽ chỉ đến trực tiếp cái passport verify token hay là cái gì luôn đúng không, nhưng ở bên thằng lớp này này thầy sẽ chọn đến cái tên, cái phương thức của nó, ví dụ là zero của admin hay là zero của user đó, được chưa? Thầy mới chọn cái phương thức passport admin, và thầy có sẽ có một cái thằng passport user nữa. Ở đây thì thầy chưa viết passport user, thầy viết passport cho admin thôi. Xong thầy cũng chọn đến các phương thức, thì cấu trúc nó rất là phức tạp. Thay vì đó, nếu mà các bạn tách riêng ra thành hai bộ suộc á, thì còn thích các bạn chỉ cần đổi biến tên biến là được. Thì bây giờ là lớp thử đi, thử là bây giờ nhiệm vụ á, như thầy nói vừa nãy này. Đầu tiên là số 1 này, mình sẽ tạo ra ra một mới này. Đấy, thuộc cái này đối tượng chính là chức năng là đăng nhập này, đăng ký cho tài khoản employee. Bước thứ ba là xác thực tất cả các entry point. Phải đăng nhập mới có quyền sử dụng. Ok chưa? Rồi, nhiệm vụ của các bạn là như vậy. Giờ mình thử. Thầy đang viết là passport này, thầy đang check được của thằng nào đây? Customer đúng không? Còn bọn em qua kia thì không phải check của customer nữa, bọn em check của thằng gì? Im nói ý, hay nó cũng vậy, tương tự thôi. Được chưa? Hình dung ra chưa? Đó, mình chỉ đổi cái đối tượng thôi là tự nhiên cái hệ thống của mình nó trở thành hệ thống như thằng khác. Rồi tí nữa thầy sẽ hướng dẫn các bạn, nếu như mà các bạn muốn phân quyền nữa, nghĩa là cùng là employee nhưng mà thằng employee có zip có zap chẳng hạn, employee là quyền admin hay là quyền user bình thường thôi đó, thì cái đấy là thầy support, thầy gọi là thầy giới thiệu thêm thôi, chứ còn thầy sẽ không code nhiều ở trong đó, thầy có hàm check rồi đó. Ok, hay là employee hay là customer đấy chưa? Bây giờ anh thầy chọn là luôn sẵn là thành admin và user, được chưa? Thầy chọn vào cái folder rồi nhá, xong vô trong đấy xem nó viết cái gì này, cứ giả từ admin đúng không, admin chính là thằng employee á, vô đây thì bên trong này thầy mới cái config này, admin thì ví dụ employee này, router này thì không chặn này, còn tất cả những API khác thì chặn, category, supplier, customer, product, order chặn hết đúng không đấy, xong từ cái chặn đấy xong đấy nó mới chọn đến từng cái API bên trong. Nên là thầy sẽ viết một cái file router riêng trung gian cho cái thằng admin. Các bạn hình dung nó cứ nét thì nó lồng lồng với nhau đúng không? Đầu tiên là từ app này. Bây giờ thay vì chỏ trực tiếp vô thằng product thì thầy chèn thêm một cái file là admin. Với một cái là thằng user nữa. Đấy, thầy chặn ở giữa. Thầy chia ra, thầy phân luồng. Đấy, đúng chưa? Rồi ở bên tương tự user cũng vậy này. Router, router này. Thì đấy như vừa nãy thầy nói đúng không, user thì nó có, còn này so sánh luôn này, thằng admin thì nó sẽ có rất là nhiều quyền đúng không, employee này, supplier, customer, product, order, nói chung tất cả đối tượng nó đều truy cập được, nhưng mà thằng user thì nó chỉ được category, customer này, employee này, product này, order này, thằng supplier nó không được truy cập này đúng không, đúng không? Rồi giả sử như category thì nó được làm gì, kích vào trong category này đấy, category thì nó chỉ được get on này và get detail. Thấy chưa? Ok chưa? Rồi quay trở lại này. Rồi thằng customer thì được làm gì? Customer thì đã được quyền là register được đúng không? Bởi vì nó là customer mà. Thì tôi có quyền đăng ký tài khoản được không? Được, đấy tôi đăng ký tài khoản. Rồi nó có quyền này. Get detail, à có là xem thông tin của người dùng khác được không? Thầy check thử Shopee rồi, thầy không đăng nhập thầy vẫn có thể xem thông tin của người dùng khác. Và em ấn vào phần comment kiểu là phần gì nhỉ? Phần gọi là đánh giá đấy, feedback á, là em có thể xem thông tin của thằng tài dụng người dùng khác đó. Đấy, kiểu như vậy. Rồi employee đó là xem thông tin của thằng employee, thì đây nó cũng được API duy nhất này, đó là get detail xem chi tiết của thằng nhân viên thôi, à xem thử là ở đơn hàng đấy bán cho tôi thì ai là thằng nhân viên đấy chẳng hạn, như thế. Rồi product, product thì nó được nhiều hơn này, product nó có thể get on này, xem tất cả sản phẩm này, rồi nó search này,
tìm kiếm sản phẩm này, rồi nó xem chi tiết của sản phẩm này, được chưa? Đó, order nữa, order thì được quyền gì? Tôi được quyền à, thêm sửa xóa đối với cái sản phẩm của tôi. Nhưng mà update ở đây thì thực ra là mình không phải update, mà là mình cập nhật cái trạng thái của đơn hàng thôi. Một khi đơn hàng ở trên Shopee em tạo ra rồi, em không xóa được, em chỉ có cập nhật trạng thái em hủy đơn thôi, thì bản chất cái đơn nó vẫn còn và nó tồn tại trên hệ thống, đúng không? Đấy, không có remove này, bạn quảng qua bữa trước là viết nháp xong thì chuyển qua nó có thôi. Get on hay là create, get detail, update. Đấy, hai cái thằng này thì có thể là coi như là một này, không có quyền, không có thằng delete luôn. Nó chỉ có thằng path này thôi này. Và cái từ update thực ra là update cái hai cái. Một là update địa chỉ, và địa chỉ thì em chỉ được update một lần thôi. Trong khi mà cái đơn hàng chưa được cập nhật á, chưa được xác nhận á, thì em sẽ được đổi địa chỉ. Đấy, nếu mà ai mua hàng Shopee nhiều thì sẽ thấy. Đấy, sau khi mà cái đơn hàng được được xác nhận rồi thì em không đổi được cái gì cả. Em chỉ có quyền hủy đơn thôi, hoặc là bom hàng. Đấy. Nhưng mà em bom hàng, em hủy đơn trong lúc mà người ta chưa xác nhận đó thì không vấn đề gì, nhưng mà em người ta xác nhận rồi đúng không, còn hoặc là người ta đang giao hàng mà em hủy đơn thì sẽ bị đánh gọi là blacklist chẳng hạn. Đấy, em hủy đơn nhiều quá là em sẽ đánh vào cái đối tượng là chuyên gia bom hàng, và thời sau em mua hàng em sẽ không được áp dụng voucher chẳng hạn đó, đúng không, kiểu như vậy. Nó sẽ có những cái chế tài đó, thì thấy chưa. Suộc này các bạn có thể tham khảo của lớp 2730. Cái quy tắc đặt tên thì thầy đặt y hệt như mấy lớp vừa rồi thầy đặt lớp mình á, bạt 33 nốt JS. Đấy, thằng này là bạt 2930 nốt JS. Đó, thì đây là thầy viết chung cái suộc để thầy đỡ phải tách ra làm hai thằng. Đó. Nhưng mà viết kiểu chung kiểu này thì bọn em sẽ thấy là thắc mắc á, là cái đoạn mà lúc login á nó sẽ hơi vất vả. Login thầy sẽ phải chia là login theo cái thằng gì? Để thầy config. Ví dụ đây này, thầy sẽ phải chia ra riêng này. Thằng password admin này và password user. Với là bây giờ là thằng admin thì thầy check là nó từ cái thằng nào? Admin là thầy check từ employee đúng không? Còn thằng user này thì thầy đang check nó từ từng customer. Nó là hai đối tượng khác nhau thì thầy phải check ra hai tách ra hai cái password riêng. Đấy, còn liên quan tới cái thằng thằng gọi là gì nhỉ? Generality á, cái thằng mà tạo ra cái token á thì không cần tách cũng được, thầy viết chung cũng được. Bởi vì cái hàm tạo token nên nó chung mà. Được chưa? Đó. À nhưng mà cái gì nó khác? Cái secret này là thầy truyền trực tiếp lúc mà gọi hàm luôn. À thầy sẽ thay vì phải define trực tiếp ở trong đây đúng không? Bình thường là thầy ở trong như bên thuộc code lớp mình á, à, cái thằng đâu rồi? Util này. Bên lớp này thì thầy ghi cái hàm function á ở trong helper, còn lớp mình thì là util, khác tên folder thôi. Đấy. Thầy cố tình thầy biết đấy, tụi bay hỏi copy code đấy. Đây, ở đây là mình define cái secret key ở đây đúng không? Và cái secret là lấy ở đâu? GWT setting là lấy từ constant ra đúng không? Còn ở đây á, thầy không truyền vào đấy, mà thầy truyền qua cho nó ở trong cái hàm luôn, cái function luôn. Cái generation token luôn. Thì khi mà thầy gọi tới nó, đọc ví dụ gọi đây, thầy sẽ truyền cái security admin secret key hoặc là đâu một chỗ khác đây, chỗ này nó sẽ là user secret key, là user secret hay là admin secret nó sẽ khác nhau, hình dung chưa? Đó gọi là nếu mà bọn em viết được á, thì viết chung một bộ sụp cũng được không sao cả, thầy không có chế tài là không có yêu cầu là phải tách hay là phải gộp chung, nhưng mà mình gộp chung á thì mình phải hiểu được là khi mà gộp chung thì sẽ có những thành phần nó xài chung, mình không cần đặt thêm đúng không? Giả sử như là bên thằng này là thầy cài web JSON web token thì bên suộc kia là thầy không cần cài nữa, bởi vì nó chung một suộc rồi mà. Thầy cài một cái thư viện nó ăn cả project, nhưng mà thầy phải tách phân biệt ra là bây giờ thầy đang gọi và truy cập API nào thì nó có quyền gì thế nào bla bla, hình dung chưa? Ừ. Thì có thể tham khảo code của cái lớp 2930 này, đó là một kiểu cấu trúc. Còn lớp mình thầy đang cho tách làm hai suộc, thì kinh nghiệm của thầy thì bữa giờ á, config chung á mà mấy bạn mới á, thường thường nó cứ bị loạn xì ngầu lên, bản thân thầy cũng vậy, thầy config nó sẽ bị loạn lên, thầy không biết là đoạn đấy nó đang truy cập vô là API nó gọi cái thằng admin hay là thằng user. À thầy sẽ dùng khái niệm là admin và user chứ thầy không dùng khái niệm là employee và customer nhá. Ừ. Thì các bạn hình dung nó là admin nó tượng trưng cho employee, còn user nó tượng trưng cho customer. Ừ. Bây giờ tách thôi, tách
Và các bạn hãy thêm cho thầy, giả sử như lớp này này là bên này, thằng đâu rồi, admin đâu rồi, admin này, thì thầy đang cho là admin là thằng nào cũng cần phải 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 check quyền hết, được chưa? Chỉ có mỗi cái API là employee router này là không cần, bởi vì sao? Trong đây nó có một cái hàm, đó là hàm login. Login thì mình bắt nó login thì mới đúng không? Những cái hàm mà gọi là, nó gọi là unauthent URL, unauthent API á, nghĩa là không cần đăng nhập cũng có thể truy cập được. À, thế nên là thằng đấy là như vậy, nên là thầy ở đây thầy không check authent ở đây mà thầy check ở phía bên trong. Thằng nào cần thì thầy nhét cái authent ngay tại đó thôi. Ví dụ login là nó là cái local này. Đấy, còn cái profile, get profile thì cần đúng không? Mình phải đăng nhập thì mình mới get me được chứ. Đấy, nhưng mà refresh token thì không cần đúng không? Thầy không có nhét cái phần đấy ở chỗ này. À, rồi phần đây là get cái gì đây? Create, tạo tài khoản đúng không? À, thì thầy mặc định là, à, đầu tiên khi mà mới vô hệ thống á, thầy sẽ tạo sẵn new account cho nó. Và lần sau khi mà muốn tạo tài khoản á, thì một thằng khác trong hệ thống mới được tạo ra cái tài khoản đó. Để tránh trường hợp là người ta có thể tài khoản admin của mình mà người ta đăng nhập, người ta tạo ồ ạt đúng không? Hình dung không? Đấy, thì cái đấy là cái gọi là cái giới hạn, cái chế tài cho cái hệ thống của thầy thôi. Đó. Rồi là, rồi bây giờ em tưởng tượng nhá, em muốn có tài khoản thì em phải có API để em tạo tài khoản không? Tạo tài khoản chính là hình thức em register, đăng ký ấy. Được chưa? Thế bây giờ thầy mặc định đi, cái web admin của thầy là hệ thống của thầy để bán hàng chẳng hạn. Đó, bây giờ mà hệ thống của thầy là ví dụ bán giày dép đi, thì thầy vô là thầy là người có quyền admin này. Xong bây giờ em ở đâu á, em là người trời ơi đất hỡi ở đâu á, em cũng thấy biết được cái web của thầy đúng không? Em vô đăng ký tài khoản, xong em cũng có quyền admin, em cũng vô em thêm sửa xóa cái hệ thống của thầy được, thì là đúng hay sai? Đúng không? Thì bây giờ thầy sẽ giới hạn bằng cách là thầy là người trong hệ thống và thầy mới có quyền là thêm em vô, thầy tạo cho em một cái tài khoản và em chỉ có quyền là đăng nhập vô để sử dụng thôi, em không được tạo ra tài khoản khác. Hình dung như vậy. Nó và ví dụ mình có thể check ở đây thì thầy không chưa có check này, thầy chưa có check kỹ này, nhưng thực ra ở đây mình phải thêm một cái bước check nữa, đó check là à sau khi phải đăng nhập rồi này, ở đây này thầy đang comment này, ở allow role này, à, nghĩa là thằng đó là phải có quyền gì thì nó mới có quyền thực hiện cái chức năng đó. Đấy, thì cái hệ thống của mình nó còn rất nhiều, nhưng mà ở đây cái trong cái phạm vi mà gọi là dạy chung chung ở lớp ấy, thì thầy không thể nói chi tiết được, bọn em tìm hiểu và gặp khó khăn thì thầy sẽ giúp vào thêm thôi. Còn bây giờ mà dạy chung mà tất cả nâng cao đó thì bọn em nó sẽ bị loạn lên. Đầu tiên nhưng mà Lớp 31. 31 có rồi. 31 là học tách rồi. cái việc đó về mình Đúng rồi, dễ handle hơn. Bọn em dễ handle, dễ code hơn. Trên thực tế thì cũng tùy, tách cũng được hay là không tách cũng được nha. Nếu mà hệ thống nó lớn thì họ sẽ tách, còn hệ thống mà nhỏ thì họ sẽ để chung. Tách ra thì có tác dụng gì biết không? Nó là hai cục ruột riêng biệt hoàn toàn đúng không? Em có thể deploy lên hai cái domain khác nhau. Hiểu domain không? Hosting và domain khác nhau. À, deploy lên hai cái hosting khác nhau và config hai cái domain hoàn toàn khác nhau. Một cái là ghi là abc.com, một cái xyz.com cũng được. Bởi vì nó là hai cục ruột về cơ bản á. Em hiểu hình dung nó là hai cái không liên quan gì tới nhau. Chẳng qua nó chỏ chung với một cái DB thôi. Đúng không? Đấy, còn nếu mà khi mà em viết theo kiểu là của lớp 29, 30 này, là mình config trong một cục ruột đúng không? Thì bọn em chỉ có một option duy nhất là bọn em config trên cùng một domain, cùng một cái URL. Chung một cái domain, cũng chung một cái hosting. Chỉ có khác là ở đây, như ở đây này, file app của thầy, thầy chỏ ra là một thằng đăng nhập vô là siệc admin, một thằng là siệc user. Bạn nào xài WordPress rồi sẽ thấy, nếu mà đăng nhập vô trình quản lý WordPress của nó sẽ là siệc WordPress, cái gì PHP admin, siệc admin á. À, siệc hay là siệc my admin hay là WordPress admin gì đấy thì không nhớ rõ đó. Đấy, còn khi mà em muốn ra web người dùng á, cái web mà nó hiển thị ra thì em sẽ là không có cái thành phần đó. Thì đây cũng vậy, thì thằng này cũng vậy, nó sẽ chia là nó phân cấp là URL thôi. Nó dựa là URL để nó biết được anh là quyền gì, quyền gì. Đấy, còn nếu như mà em tách hai cục ruột thì nó sẽ linh hoạt hơn, nhưng mà em sẽ phải code thành hai lần chẳng hạn. Đúng không? Bên này em làm có chức năng giả sử như có get product list, thì bên thằng user hay là bên admin em cũng cần có hai chức năng y hệt nhau. Ừ. Thì code mỗi người linh hoạt, thì bọn em có thể code theo kiểu gì cũng được. Đấy. Nhưng mà theo thầy thì bọn em nên tách ra để nó dễ quản lý hơn. Đó, thế thôi. Còn hoàn chỉnh ở mức nào? Đăng nhập lại được cái hả? Tức
tức là tổng mức các bạn mình đã nắm ok Ừ. rồi. Phải Nói chung là phải thầy chưa? tách ra rồi này, Phải thầy chưa? xóa bớt một số cái API rồi, phân quyền thì chưa, phân quyền thì chưa, thầy chỉ tách API ra thôi. Rồi là hình như là nếu mà em dùng đúng tài khoản admin thì đăng nhập được, user thì đăng nhập được. Và ở bên đó thì để thầy show luôn cho URL này, lớp của 2930 này, bọn em mới thấy à. Giả sử như bọn em đi, lớp bọn em đi, get on product nó sẽ là hot xịt product xịt on đúng không? Còn bên lớp bên nó thì nó sẽ là chia này, giả sử như là user user admin thì chưa check này. Đấy. Sao một số cái thì còn chưa check cả. À, đây này, thầy có cái một cái là local admin với local user này. Nếu admin của thầy á thì cái hot của thầy á nó sẽ là ủa? Hay là server? À đấy, đúng rồi, server này. Thì mình bỏ qua này, cái đoạn URL của thầy này nó sẽ là như thế này. Thầy sẽ copy ra, thầy phân tích ở đây cho dễ này. Đoạn này này chính là nó tương ứng với lại local host xịt 3000 hay là xịt 9000 của bọn em đấy. Còn cái đoạn xịt admin này là phân chia ra, thầy sẽ có một thằng là xịt admin. Còn nếu mà local user á thì nó sẽ là xịt user. Đó. Không phải router install một function trong cái router trong app cũng có lên function. Đúng rồi, router trong app thầy sẽ phải chia làm hai nhánh. Bình thường á là bọn em từ app đúng không? Bọn em chọn trực tiếp này, product này, đấy customer này, employee này. Bây giờ thì thầy phải chia làm, bởi vì hai cục sụp chung mà, nên thầy phải chia trước cái thằng app này. Thầy phải chia là admin và chia là user. Rồi xong thầy mới chỏ admin thì nó có product, có customer, có employee, p c i đấy, thằng thằng admin hay là user đều có hai thằng hết. Chia thêm cái vẽ nhánh thêm ra, gọi là cấu trúc này gọi là đa cấp đấy. Ừ. Gộp chung như này đúng không? Thì vừa nãy thầy phân tích về việc khi mà deploy lên là chung nó đúng không? Khả năng á, bọn em viết không cẩn thận thì mình khi một con user chết thì bách thì im cũng chết luôn. Đúng không? Ví dụ bọn em có viết một cái API mà khi mà bị lỗi xảy ra chẳng hạn, bọn em không rest.send về thì em app nó bị crash app luôn. Bọn em bị cái hình đỏ app mà crash app rồi đúng không? Thì bởi vì hai con app này đang chung mà, em crash app cho admin cái thì user có chết không? Chết luôn. Đúng không? Nghĩa là khi một bên xảy ra lỗi thì bên kia cũng lỗi luôn. Tương tự như vậy. Đó, vẫn có trường hợp đấy xảy ra chứ không phải có đâu, không có đâu. Thậm chí bọn thầy code ở công ty cũng vậy. Code nhưng mà không may nó xảy ra lỗi mà đến crash app là chết cái app đó luôn, là phải restart lại luôn. Nó lỗi đấy là lỗi nặng nhất, lỗi mà là không chỉ là báo lỗi, nó không truy cập được mà nó là chết luôn, ứng dụng nó dừng luôn, tất cả là không truy cập được, là mình phải tự khởi động lại bằng tay. Đó. Rồi. Thứ hai nữa là giống như cái phần đăng nhập của thầy đúng không? Vừa nãy thầy nói đấy, thầy còn fix đăng nhập. Đấy, thì bọn em phải đăng còn fix đăng nhập riêng cho admin và user, bởi vì mỗi thằng nó trỏ tới một cái passport riêng mà. Nên bọn em phải trỏ riêng. Được chưa? Đó, thì nó có cái đó thôi. Dung lượng à? Dung lượng cái phần code này thực ra nó không có nhiều. Thì bây giờ thay vì em phải tách ra hai cục, em mua hai cái hosting, hai cái domain riêng đúng không? Thì em gộp chung lại thì nó là một hosting một domain, thì em mua cái dung lượng thì nhiều gấp đôi thôi. Thế nếu mà tính về chi phí thì có thể nó sẽ rẻ hơn, kiểu giống như em mua một ổ cứng 1 TB với lại mua hai cái ổ cứng 512 GB á, thì năm hai cái 512 chắc chắn nó sẽ mắc hơn là một cái 1 TB đúng không? Em mua nhiều nó sẽ rẻ hơn kiểu vậy. Đấy, thì em gộp chung lại thì có thể là nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà nó lại rủi ro khi em mất dữ liệu cái là em mất một phát một, em mất hết luôn đúng không? Còn mua hai ổ thì em mất ổ này còn ổ kia, thì nó là bài toán kinh tế chi phí rồi nhiều cái tùy thuộc theo cái business của em mới chọn cái thằng nào nó hợp lý. Giảm vào mà một thằng nó một cái này về cái sự gặp lo đi quá nó Ừ. thằng cái mát con nó Ừ. bây giờ em phải vô tự học lọc nên nhà mình Cái đấy thầy không biết, em đang còn fix kiểu gì, thầy đang dạy theo còn fix kiểu này và em còn fix kiểu khác thì phải chịu thôi, phải sửa làm sao đó, hoặc là em dùng vòng lặp thì em phải check handle, em if else làm sao đó đúng không, sáng tạo là phải chịu chấp nhận thương đau. Ok, bọn em tách được hết chưa? Tách đi xong rồi thử check thử xem đăng nhập bằng email đã được chưa.
tách hai cục xuộc chạy lên đi, một cục xuộc bọn em còn fix với quạt 9.000, một cái là quạt 8.000 chẳng hạn, chạy hai cái cùng lúc xem thử. Vừa nãy là mình có environment group 33 này, bữa trước là thầy cho các bạn này. Thằng nào cũng là 33 local rồi đúng không? Bây giờ em tạo thêm một cái nữa, duplicate này lên này. À, thay vì cái 33 local này đi, bây giờ sửa thành local, nhưng mà local admin đi. Admin đấy. Ủa, sao đấy? Ủa, sao biết hoang được thế? Là con của admin được chưa? Thì cái đường dẫn của nó là sẽ là gì? Chứ thay vì tạo 9.000, 8.000, 9.000 đi, thầy cho thành 8.000 để làm sao? Để không đỡ trùng vọt ấy, để mình có thể run được hai cái ứng dụng liền một lúc ấy. Được chưa? Xong rồi tại sao lại phải có chữ local ở đây? Là bởi vì tí nữa thầy sẽ hướng dẫn các bạn deploy lên server. Thì khi deploy lên server thì nó sẽ là server, à, giống như ở đây này. Server này, cái đường dẫn nó sẽ khác, thấy không? À, thì ở đây á, deploy có là bọn em đưa cái ứng dụng Go Live á, nghe Go Live bao giờ chưa? Go Online. Người là đó bằng Không. Go Live hay là Release, nghe khái niệm Release bao giờ chưa? Còn sau này sẽ học, khi mà làm việc chắc chắn sẽ học đến khái niệm Release. Release sản phẩm nghĩa là đưa sản phẩm ra để cho người khác sử dụng á. Thì trước khi release là mình phải có khái niệm go live. Go live là đưa cái sản phẩm của mình đang từ local đúng không? Từ môi trường local lên một cái môi trường gì đó mà nó có config domain. Thì bởi vì ở công ty cũ thầy bọn thầy khá nghèo, không có tiền mua được hosting với domain nên bọn thầy thường xài free thôi. Cho tới khi mà bàn giao cho khách hàng thì mình mới deploy lên cho cái domain của khách hàng. Đấy, còn thì có rất nhiều thằng nó hỗ trợ cho việc là deploy free như vậy, nhất là frontend, bởi vì frontend nó nhẹ và thường thường nó không có logic xử lý nhiều. Được chưa? Thì trong số những thằng á thì thầy đếm ra được ba thằng free mà dễ config nhất. Thằng thứ nhất đây là Versal. Thằng Versal là thằng gọi là connect với lại thằng Next.js luôn. Sau này học Next.js thì mình sẽ dùng thằng Versal. Thằng thứ hai là thằng Spotify. Spotify. Hai thằng này deploy frontend đều khá ok. Nhưng mà deploy front backend á thì thầy không hiểu sao là người được người không. Và người cái không được ở đây là thầy. Đấy, còn mấy thằng bữa trước thầy hướng dẫn là đứa nào cũng làm được hết, có mỗi mình thầy làm không được, mà nó báo là chạy rồi nhưng mà lại không chạy. Rồi còn thầy tìm thêm một website nữa tên là Render, thằng này thì deploy back end khá là ngon, đó là Node.js mình deploy lên nó miễn phí được. Nhưng mà nhược điểm của nó là gì? Đó là bọn em mà không xài á, có một khoảng thời gian mà bọn em không truy cập tới á, không truy vấn tới á, thì con back end nó sẽ bị dừng lại, và khi bọn em truy cập tới nó mới restart lại server. Restart là sao? Nghĩa là bình thường mà thầy lâu lâu không chạy đúng không, là như thế này, sau khi nào mà thầy truy cập lại ấy, nó mới restart lại, sau nó chạy 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 thì nó sẽ mất vài chục giây để truy cập. À, thế nên là trong cái trường hợp mà bọn em gọi là làm chơi chơi thôi ấy, thì làm trên server đó ok, đó là làm test hoặc là bọn em làm đồ án các thứ, bởi vì quan trọng là nó free. Đấy, còn một nếu mà bọn em kiếm được những cái thằng khác hoặc là bỏ tiền ra để deploy lên một cái số server ấy, thì tất nhiên là ngon rồi. Đó, nhưng mà ở đây thì thầy không có tiền nên là thầy chơi cái kiểu này. Bạn có thể server cho mình không? Đây trong đây nè. Server learning có chữ đúng không? Có cái chữ server learning xong cần cho ship F trong xem bởi chạy chỗ nào. Trong file bin này. Tao cũng server listen. Ừ. Boston. Được chưa? Đó thì bây giờ các bạn tách tách xong đi. Thầy sẽ cho các bạn tới khoảng 8 giờ tách. Sau đó thầy sẽ hướng dẫn các bạn deploy lên. Mình có hai cục suộc đúng không, mình sẽ deploy lên. Và nhá, cái cục suộc mà các bạn mới tách ra cũng ném lên git cho thầy, tạo lên một cái branch ném lên git, bởi vì hoặc là để file zip cũng được. Đấy, nhưng mà nên để git thôi. Bởi vì tại sao nên để git? Bởi vì á, cái thằng deploy nó sẽ, nếu như bọn em có hai option, một là em up toàn bộ cái file lên, nghĩa là file zip lên đúng không, thì em up lên thế nào là nó deploy như vậy, và mỗi lần một em muốn redeploy, nghĩa là deploy lại á, em phải up một cái file zip khác lên. Còn nếu như thầy sử dụng GitHub á, đấy, thầy connect tới ấy, thì GitHub là một cái link online đúng không? Thì khi nào cái GitHub của thầy thay đổi thì thằng nó tự động nó thay đổi theo. Đó, nghĩa là thầy update tính năng mới đúng không? Thì thầy chỉ cần push lên Git, đấy, nó sẽ tự deploy lại. Hình dung chưa? Đúng, lấy cái repo mà bọn em sẽ config. Ừ. Hello? Đâu, không phải đổi brand, em tạo ra hẳn một cái nhánh Git mới luôn. Một cái repo mới luôn.
Chế tạo một đàn mới thì mất công phức tạp lắm. Đang nói cái xong rồi thì gọi anh nó ra tô tình nó remake tô tình là đúng rồi đúng không? Ừ. Thử các API khác xem được không? Thử rồi, có thử test rồi. Thử rồi, sợ bị unauthorized. Ba tô thành đúng không ạ? À, mình chưa thấy cái gì gì hết. Anh đang đang trong tự động luôn, cô có tô tình nhưng mà Bị cái lỗi này khi mà không biết là trong clip nó có ghi được không, để cái lỗi này bữa trước là thầy đã hướng dẫn các bạn chọn ra cái database là online rồi đúng không, online thì lợi ích nó là gì, thằng nào cũng truy cập được, máy nào cũng được đúng không, đơn giản như em có một cái laptop và một cái PC đi, em hai máy em đều truy cập được. Bữa trước là DB, câu chuyện DB bây giờ loại bỏ qua việc là mình có mấy con backend nhé, mình có một con backend thôi. Và bây giờ nó không backend nó đang ở local, địa chỉ của nó là local hub gì đó 9.000 chẳng hạn, được chưa, sau này mình sẽ có một con SDN nữa, địa chỉ hub hoặc ví dụ local hub xịt 3.000. Thế bây giờ để em lấy dữ liệu, chẳng hạn thầy muốn get cổ đất chẳng hạn, thầy sẽ gọi tới local hub 9.000 xịt cổ đồ đất với hướng method là post, sorry là get đúng không, để lấy danh sách sản phẩm, được chưa. Nhiều bạn nhé nghĩ rằng là mình sẽ có một cái hosting, hosting là giống như em có một em mua một cái hosting nhẹ khoảng 2 GB chẳng hạn, được chưa, nó giống như là một cái ổ cứng lưu trữ ấy, mà online ở trên mạng, được chưa, phân biệt hosting với domain không, tìm được cái ý kiến cái này cái đó họ nó lại đi hiểu đơn giản thôi, hosting là cái kho lưu trữ, còn cái domain là cái tên cái địa chỉ, em đi mua đất chẳng hạn thì cái miếng đất của em á nó là hosting, nó là nơi mà em có thể chứa cái nhà hay là cái chòi hay là cái gì đó của em hay cái chuồng của em ấy, còn cái domain là gì, từ địa chỉ nhà, ví dụ số bao nhiêu đường gì đó thì đấy là địa chỉ nhà đúng không, thay vì là nếu mà em không dùng địa chỉ nhà biết thì xem sẽ dùng cái gì không, GPS nó sẽ định nghĩa bằng kinh độ và vĩ độ, có hai số là last long này, thì dựa vào cái vị trí GPS đó em có thể định vị được em trên toàn thế giới, được chưa. Còn bây giờ nếu mà giả sử như em hỏi là nhà thầy địa chỉ đâu đấy, thầy đọc GPS đó, em hình dung được không, thầy còn không nhớ cái địa chỉ nhà thầy ở đâu chứ đừng nói là em hình dung được là thầy ở đâu đúng không đấy, nhưng mà thầy sẽ đọc là ví dụ thầy đường Quỳnh Sơn là em hình dung được à thầy ở khu đó đúng không đấy, thì đó là cái domain không đúng. được chưa. Còn cái hosting là cái nơi lưu trữ dữ liệu, được chưa. Bây giờ mình đang code thì bây giờ mình hiểu rộng lên đi, cái máy tính của thầy nó đang coi tạm coi như là một cái môi trường hosting đi, thì bây giờ mình sẽ không lưu trữ trong máy được, bởi vì trong máy của thầy em làm sao truy cập được, thực ra là có cách để em có thể truy cập được máy của thầy, nhưng mà đây mình tạm bỏ qua câu chuyện đó, thầy sẽ đưa nó lên trên môi trường hosting, được chưa. Thì khi mà em đưa con backend của Freud lên cùng một cái hosting này, nhiều bạn sẽ hiểu lầm à đang trở lên hai thằng đấy đang ở bộ nhà đúng không, đang đây là môi trường PC của thầy, nó di chuyển lên trên hosting thì nó vẫn là FE trở lên FE bằng cách gì, gọi local host anh, nhưng mà không, khi đó thầy đưa lên hosting ấy thì hoặc là hosting nó sẽ có một địa chỉ ví dụ 192.168.0.1 chẳng hạn, ví dụ như thế, hoặc là em mua domain thì nó sẽ có tên là ví dụ là phương phương.com đi. Đây. Thì bây giờ FE và backend em để chung một cái hosting, được chưa? Nhưng mà em không thể gọi local nữa mà em phải chỉnh trỏ từ FE qua backend này bằng cái đường dẫn phương.com này, xong xiệt vào đồ đất. Đấy, xiệt cái gì đó với cái method là get, được chưa? Đó. Thì khi mà em đưa cái backend em go live lên á thì nó lại có cái đó. Nó giống như kiểu đưa DB lên go live. Đó là thằng nào cũng có thể truy cập được. Và em code ở đâu em truy cập được hết. Và khi mà bọn em code không nghe client á thì không nhất thiết là phải run cái backend là phía backend ở phía local, bởi vì code là chuyện trên đó rồi, và bọn em khi mà chia ra phát triển đúng không, à, thầy phát triển tính năng này em phát triển tính năng kia, khi bọn mình làm xong mình mới đẩy lên, hoặc là đẩy bọn thầy làm xong từng người một làm xong và nó chạy tốt rồi thầy mới đẩy lên git, và git của thầy thì nó có liên kết với cái thằng chỗ này rồi thì tự động git nó thay đổi đúng không, để trở đây thằng này nó deploy lại
thì code ở trên đó sẽ mới nhất và nó không bị cái việc là à đợi mày, mày đợi tí ta đang tạm dừng cái web hoặc là đang bị crash app đúng không? Với giả sử em đang chỏ bọn em coi như làm chung một cái máy hoặc là em làm Thắng làm một máy của Thắng đi xong Phước chỏ đến máy của em nhưng bây giờ em đang biết API bị lỗi chẳng hạn thì nó bị crash app nó bị dừng web thì hiện nay Phước nó dừng nó không thể code được nữa. Đúng không? Đó thì bây giờ mình đưa lên như vậy thì nó đảm bảo không có cái trường hợp đó xảy ra. Đó, đấy là lý do mình cần nên go live lên. Vậy thứ hai nữa là sau này bọn em có demo cho trung tâm đó, thì mình cũng phải deploy lên server trung tâm chấm chấm server chứ họ không có mở thời gian đâu, họ mở từng dòng code ra xem em code cái gì trong đó đâu, họ chỉ xem chức năng nó có đảm bảo không, nó gồm những chức năng gì, hình dung không? Ok thì bây giờ đó thế bây giờ tách tiếp đi cho một thằng ít nhất là có một thằng admin hoặc employee chạy đi đã rồi thầy mới sẽ hướng dẫn deploy được đúng không? Thế thì put lên git hết cho thầy chưa? Git cộng mít git put lên đi. Giống như thầy vừa nãy vậy á, giả sử như cái nhánh code đầu tiên của thầy nó sẽ là đây. Bản chất là khi bọn em pull code của thầy về thì nó cũng giống như này đúng không? Thì bây giờ làm một cách thủ thuật này, pull code về đúng không? Bọn em mở cái folder code ra. Được chưa? Và các bạn chọn option hay là chọn view thì thế này. Xong rồi nó có một cái option là đó là show cái hidden folder item á, làm sao miễn sao nó show cái folder chấm git này. Được chưa? Rồi bọn em copy đi đâu thì copy, xong trừ cái folder chấm git. Chết rồi, ấn lộn rồi. Rồi. Trừ cái folder chấm git á. Tôi nhé này. Không Tôi sao. nhé. À, qua đây thầy có thể git revert được, không sao cả. Có cái gì vậy? Từ từ git nó chạy đâu đấy. Cho nó. À, không sao, nó chỉ là bị đảo lộn thứ tự thôi. Chỉ yên sọt lắm đấy, có lúc sọt lắm. À, hết cả hồn, không sao cả. Đó, thế là, đấy giống như thầy vừa nãy đấy. Thầy chỉ cần copy ra một cái folder khác đúng không? Thầy không bỏ folder git. Ok, đây là coi như đây là sổ khác của thầy nhé. Ở thầy làm nhanh luôn, cho bọn em coi luôn. Đây, Cái đây là cái sổ khác của thầy đúng không? Bây giờ thầy chỉ thầy trong cái passport này. Thầy đổi cái thằng, à đang customer đúng không? Control click vào model này từ customer thầy sửa thành employee là được cần đề đấy. Đấy là coi như là xong rồi. Với lại một cái là thầy nói đó là yêu cầu tất cả các bạn này là thằng passport này mình sẽ cho nó tất cả các API đều cần phải đăng nhập mới có thể thao tác được đúng không? Tất nhiên là trừ cái API authent ra, authent là trong đó nó có login quan hả. Rồi khổ quá đây thấy chưa, thằng này vứt đi nó dễ đi dưới ai tha authent rồi thì tất cả các API khác thì đều cần phải chết được chưa đó đấy nói order question thôi kệ nó cho cả đi nó tính sau được chưa. Này ấn alt ấn giữ alt hoặc là ấn shift control alt mũi tên xuống để tạo ra nhiều con chó nhiều cách lắm đó, rồi chưa trừ cái API authent bởi vì sao cái API authent này nó có cái login nó có refresh token thì trong đây thầy sẽ còn fix riêng cho từng cái API một ví dụ thằng nào cần phải login ví dụ thằng get profile này nghĩa là get my profile ấy, thì cần phải login còn mà login hoặc là sau này thầy sẽ viết thêm một cái API trong đây nữa đó là register đăng ký tài khoản ấy, thì không cần. À mà đâu, cái logic của thầy là phải đăng ký tài khoản là cần phải đăng nhập chứ đúng không? Vậy thầy giải thích rồi, ok, xong, test thử chạy chưa này? Thì bây giờ có thầy mới, bản chất là thầy mới về đó là trống không, coi như là thầy ăn trộm được thành công rồi. Thầy gian trước xem thử nó chạy, gian trước lại chạy đúng không? Rồi bản chất này là vừa nãy thầy copy thì copy cả file NV luôn rồi và thầy không có git ignore, MongoDB nó chung rồi đúng không? MongoDB name, secret key thì ở đây thầy có thể đổi cũng được. Đại đi cho nó nhìn nó hoành tráng nó có vẻ bảo mật tí rồi nó hỏi muốn cài phiên bản nào thì cái phiên bản giống đi cho chạy xong đi rồi tính tiếp trong lúc mà nó chạy đúng không nó không package.json nó không liên quan gì mà tí nữa mình test thử nó chạy chưa bây giờ thầy sẽ tạo thêm một cái nhánh nữa code bữa trước là mình trên git này
Phượng lớp mình là lớp 30. 3 này. Note. Đây đúng không? Vậy chắc là mình có cái brand này rồi. Bây giờ thầy sẽ tạo thêm một cái nhánh brand mới nữa. Rồi, new repo đâu? What, new repo rồi. Hay là tới giới hạn nó không cho tạo nữa. À, may quá, đây. Rồi, thầy sẽ để lại nhánh 3, cái này là code cũ, được chưa? Ưng đổi tên lại thành là thành gọi là user cũng được. Còn bây giờ thầy sẽ thêm một cái thằng là employee đúng không? À, hoặc là thầy dùng chữ admin đi, được chưa? Admin hay là chính là employee đó. Sau này thầy sẽ dùng chữ admin rồi shipper là cái gì đó. Được chưa? Tạo như bình thường thôi. Không cần cái check gì cả, public cả luôn. Rồi, có cái nhánh nào rồi thì bây giờ thầy chỉ gõ lại thôi. Nhánh này git init này. Bây giờ nếu mà chưa có là vừa nãy màu trắng đúng không? Git init xong cái nó chuyển thành màu xanh này và thấy ở đây này, nó cộng 62 file này. Được chưa? À, bây giờ thầy cần thêm cái lệnh git commit. À, trước cái lệnh git commit thì git add. Rồi, bây giờ thầy hướng dẫn một cái nữa này. Bây giờ thầy không thích dùng terminal, thầy dùng interface được không? Thì thay vì git add á, bình thường mình sẽ git add chấm đúng không? Để put tất cả các file. Bây giờ thầy không gõ nữa. Ở đây nó có cái nút này, cộng này. Hoặc ở đây thầy cộng từng file một. Cộng 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 hết đi để nó chuyển từ chain sang cái trạng thái là slave chain này. Giờ thầy ấn kiểu cộng đây hết này. Nó chuyển hàng loạt. Rồi tiếp theo, mình có cái lệnh là git commit trừ m first commit đúng không? Lệnh này đúng không? Thầy copy mỗi cái lệnh trợ này thôi, thì cái này ấn commit. Xong. Đó, thì nó hiển thị ở đây là public brand này. Thì nó tương ứng với cái lệnh git put như này này. Nhưng mà trước đó thì mình cần hai cái lệnh trung gian nữa. Đó là lệnh này để mình config cái brand chính của mình. Thứ hai là lệnh này nữa. Này cũng copy. Đấy, nó gõ mà nó sau khi enter xong mà nó không hiển thị cái gì á là ngon nha. Mà nó hiển thị cái gì đó là thôi rồi đó. Rồi. Đấy là put xong, bình thường nó sẽ mất một lúc lâu thì nó nghĩa là đang chạy đúng. Ừ, có thể maybe hên xui à. Rồi. Rồi đây là code. Bây giờ thầy có hai brand, một cái là node admin, một cái là node không, được chưa? Rồi ok xong. Bây giờ thầy cũng ép xong rồi thì bây giờ thầy thầy thử là gian success rồi này. Thầy gõ lệnh gian sờ tạt. Thử xem nó được chưa đúng không? À, nó sẽ chung vọt này, chung vọt với thằng kia nên là thầy phải vô thực hiện một việc là vô đổi trong cái gì nhỉ? À, bin rồi F9 rồi thầy trở lại cái này 8.000 thôi thấy chưa rồi đấy thấy chưa e-release new này trở lại này rồi xong bây giờ thầy test bằng cách là thầy bởi vì hai thằng chọn cùng một API mà đó, thầy có cái môi trường mới rồi đúng không cũng là bạc 32 get on product không được thầy phải dùng API login login đúng không Outland login đây đấy nhưng mà host của thầy là thầy phải chọn không phải là server user nữa mà là admin này để cái đường host của nó sẽ là 8.000 thôi được chưa à, bắt buộc là không phải khách hàng số 1 nữa mà là gì nhân viên số 1 đúng không đổi đổi tài khoản mà rồi chạy rồi này send này unauthorized à tại sao à, lỗi này nghĩa là nó đang chạy đúng rồi nó đang chạy code đang chạy được nhưng báo unauthorized à, rất là nhiều bạn cũng bị lỗi này đúng không à với lại trong đây không cần cái file này này mình có thể xóa cái file này luôn cũng được không cần cái file question này nữa đó. Rồi không có cái file data này nữa cái này cũng không cần nữa được chưa? Rồi bảo authorize cái này không có tại sao host login thì nghĩa là nó chạy vào đầu tiên là thầy cứ quy quy trừ app vô này authent này login này là đang chạy vào thằng này đúng không đó chạy vào authent login đến login nó đang chạy vào thằng này à, tại sao nó lại đây, bây giờ app để cập crash luôn rồi nó báo lỗi là tại sao à, cannot find data à, vừa nãy thầy xóa cái folder xóa lỗi này này controller cái thằng này là một category mà mình còn xài đấy này. Xóa mà không xài nữa này chỗ nào nữa data là controller file này không cần luôn này delete luôn
delete những cái gì không cần thiết luôn, chẳng được chưa? Rồi 8.000 có 8.000 set authent set login. Về cơ bản API post là đúng rồi. App này thu nhỏ tí cho dễ nhìn này. App authent app trong view method là post, post đúng rồi. Theo đây đúng không? Phải sử tắt hết này. Đáng lẽ là phải chạy vào login này mới đúng. Còn sau lốc cái này. Hello. Xem lại này. Code 500. À, nó chạy vào rồi. Nó bị lỗi này. Nó chạy vào hello. À. Cannot be structuring property ID request.user. À, ok. Cái đoạn dưới này nó báo lỗi. Nó là nó chạy vào đây. Nghĩa là vấn đề của thầy á. Sau khi thầy comment được là vấn đề nó nằm ở trong một trong hai hàm này đúng không? Bây giờ thầy thử cho lại cái hàm check validate này. Thầy xem lại em. Nó báo lỗi khác không? Này, nó vẫn báo lỗi cũ, chứng tỏ là cái hàm này nó không ảnh hưởng luôn. Gọi là vấn đề đang ở cái thằng authent local này. Đó, thầy xác định nguyên nhân lỗi mà. Thấy chưa? Thầy cứ comment lại thôi. Đấy. Trong đây thì thầy biết là trong passport này, lỗi đâu đó quanh đây thầy biết là nó chạy vào hàm passport local là đang chạy vào cái thằng này đúng không? Rồi. Đâu đó quanh đây nó đang bị lỗi. Đúng không? Thì thầy thử coi, có phải là nó có chạy được vô đến đây chưa? Chạy vô đây nè. À. Xem lại này. Unauthorized. À, chạy vô đây nè mà bị lỗi đúng không? Tại sao? Imloy.file1. À, thầy chỉ còn show log user xem nó có không nhá. Lưu xong rồi chạy lại này. Xem này. Báo là user có đúng không? Rồi tiếp theo check cái gì? User trong e correct password. Khả năng cái này là sẽ bị toang này, bởi vì mở thằng model ra này, imloy này. E valid password. E valid password có mà. Bây giờ thì check tiếp. À. Thì cái e correct password có không? Ở bên imloy ghi là imloy streamer.method.evalidpath đúng không? Đúng không? Send. À, evalid bằng phone. À, chứng tỏ là password của thầy đổi mà thầy không nhớ. À, lại giống thằng ấy vừa nãy rồi. Giờ lại phải mở lên xem thử. Hoặc là lấy thử bên imloy dán qua. Được chưa? À, bên customer chứ dán qua. Đó. Thế thật ra nó đang chạy đúng chứ không phải chạy sai đúng không? Nó sai là bởi vì là password của thầy đang sai. Connect này. Rồi, customer. Bữa trước là customer cái thằng khách hàng số 1 với cái ID này là mình đang đăng nhập là đúng này. Rồi xe. Giờ qua imloy khách hàng số 1. À thấy chưa? Password nó có vẻ khác khác với lại những thằng còn lại đấy không? À, cần chuẩn V này. Update. Rồi đó. Được chưa? Rồi bây giờ thì xua kèo luôn, chạy được rồi. Xóa hết đi, comment đi. Chạy lại này. Rồi, trả về token là đang đúng không? Ok, thế là ngon. Token bây giờ mình lưu lại cái token. Này. Mình cũng lưu token. Chuột phải lưu set bear local nhá. Token. Xong bây giờ mình thử một cái API như get product nhá, get on product này. Send này. Ok, chạy ngon. Bây giờ mình tắt đi mà nó không chạy được là đúng. À đúng, chính xác. Ok. Code của thầy đã copy sửa thế là xong. Đấy chưa? Và bây giờ thầy sẽ đẩy lên một phát rồi thầy mới deploy. Git add git commit chờ mà lại đi git post origin add chờ f. Ok, code của thầy đã xong rồi. Bây giờ đến tiết mục deploy này thì ở đây chắc là thời gian không có nhiều nên là thầy sẽ hướng dẫn về các bạn xem clip rồi deploy nha. Thì ở đây thầy sẽ sử dụng một cái website tên là render để deploy. À, ở đây thì các bạn có chưa hay chưa có đây, lưu ý một cái đó là mặc định thằng render nó default nó chạy trên version node là 14.17. Được chưa? Nhưng mà mình mở lại cái code của mình coi. Đây. Node-v của mình đang là version 18.13 đúng không? Thì nó có config này. À, nếu mà bạn muốn sử dụng cái phiên bản khác thì có nhiều cách. Thứ nhất là bạn thêm một cái biến node version ở trong cái file environment của các bạn. Cách thứ hai là tạo một cái file là .node version. Xong rồi thêm cái này. Cách thứ ba là thêm một cái ncrrc
À, thầy sẽ chấm cho cái thứ ba này. nó Đấy, thầy tạo một cái file, new file này. Rồi, sau đó nó à, dán cái version note của mình đúng không? Version note của mình là bao nhiêu? Này, dán ở đây. Xem cấu trúc nó giống chưa? Bỏ chữ V đi này. Ok, được chưa? Rồi, thầy sẽ git add lại. Còn commit đâu rồi? Nốt về rồi cứ đây lại này, thêm cái file đó. Ok, cứ thêm đã, xong bây giờ thầy vô dashboard của cái trang render được chưa? Và em cứ tạo tài khoản bình thường thôi, thầy sẽ đăng nhập thầy có email không ta? Thầy đăng nhập bằng GitHub luôn cho khỏe, bởi vì nó link với tài khoản GitHub của thầy nên là nó sẽ khỏe hơn đúng không? Thầy có một lớp là 2930, một cái server đang chạy này, là thầy ấn new tạo cái này. Nó là Facebook website, web server hay là cái gì? Mình đang tạo ra một cái con web server đúng không? Chọn web server. À, build, deploy, git repo hay là bằng cái gì đây? Git image from registry này. Thì mình chọn là cái git repo. À, next. À, nó hỏi connect đến cái brand nào? Thì nhớ nhá, brand bọn em phải để, à, cái repo của bọn em á, phải để ở trạng thái public, nó mới đọc được. Còn nếu mà không public thì bọn em phải cấp quyền cho nó. À, thì ở đây thì để public cho dễ. Thì cái đây, cái là Node.js admin là cái mà thầy cần đấy đúng không? À, copy cái link này luôn, tí nữa còn sử dụng connect này. Còn nếu mà không thì thấy ở bên trái đâu, vừa nãy có mấy cái connect từ cái tài khoản khác, còn fix thêm account, giả sử như bọn em đăng nhập bằng cái tài khoản khác không phải GitHub chẳng hạn thì nó sẽ không tự động nó link được đúng không? Thì mình sẽ chọn chọn rồi mình thêm account các thứ ở đây, làm sao nó link nó trỏ tới được. Và nếu mà trỏ vậy á, bắt buộc cái tài khoản GitHub của em á, cấp quyền cho nó được quyền đọc, bởi vì nó sẽ hiểu là hai tài khoản khác nhau mà. Rồi thì connect lại này. Đấy, name name của nó là gì? Node admin. Đấy, thế này cho dễ nha. Server thì chọn cái nào gần mình, Singapore là ô này, nó sẽ cho mình phép là chọn run. Thì default nó sẽ là main. Thì code của thầy ở nhánh mà ra, à ở đây thầy chỉ có một run duy nhất đúng không? Nếu mà có nhiều run hơn thì như giả sử như, bởi vì đây là cái node imloy thầy mới tạo ra, chứ cái version trước của thầy á, cái node lớp bạt 33 Node.js của mình á là thầy có đến tận 11 cái brand đúng không? Thì nó sẽ hiển thị toàn bộ 11 cái. Thì mặc định á, ở đây bọn em sẽ chọn brand nào. Thì không phải lúc nào cũng chọn main nha. Bọn em sẽ chọn cái brand nào mà bọn em muốn khi mà code ở đó thay đổi thì nó mới được deploy lại. Thầy giả sử nhá. Một cái dự án phải làm leader, có Phước rồi là có Hào, có Thắng làm member đi. Thấy chưa? Ba bọn em sẽ code. Khi mà code bọn em sẽ check out ra riêng brand của tên bọn em chẳng hạn, có cái chức năng đó. Và khi bọn em đẩy code lên nhánh của bọn em á, không chuyện gì, không có gì thay đổi cả, bởi vì bọn em đang để code ở nhánh bọn em thôi, chẳng qua bọn em backup để mất code thôi đúng không? Trong khi bọn em bật request á, nghĩa là bọn em lấy cái code nhánh bọn em đẩy vào trong cái nhánh main hoặc là develop, thông thường là develop chứ không phải main, thì á khi đó cái develop thay đổi đúng không, nó được cập nhật code mới mà. Thì ở đây thầy sẽ chọn cái nhánh branch là develop, nghĩa là khi mà develop thay đổi thì code mới được deploy lại. Còn có nhánh master hoặc là nhiều cái nhánh khác ấy, thì thông thường ấy, là sẽ để dành cho môi trường gọi là production. Dev là dành cho môi trường là lập trình viên mình code với nhau. Đấy, thế là mình chỉ cần deploy trên đây. Còn nhánh main á, là chỉ khi nào mà mình muốn deploy theo kiểu là à, ra một cái sản phẩm ổn định cuối cùng để cho khách hàng sử dụng ấy, thì mình mới sử dụng code ở nhánh main. Thì ở đây bây giờ mình chưa có chia cái cấu trúc nó phức tạp như vậy. Mình chỉ có main và các nhánh khác, đúng không? Như bọn em là chẳng có nhánh nào, là có mỗi nhánh main thôi. Nên đây mình sẽ chọn những main luôn. À, directory này thì cái này còn fix là trong trường hợp gì? Như của thầy á, là code của thầy ở đây nó là root folder rồi, nó trỏ vào trong src hay là cái gì đó. Code của thầy nó thẳng hết như này rồi thì không sao. Nhưng mà giả sử như á, có một số bạn sẽ theo kiểu là ở đây bọn em sẽ có một cái folder. Xong trong cái folder nó sẽ có nhiều cái folder nhỏ khác, và trong từng cái folder đó là từng cái dự án một. Hình dung không? Đó thì khi đó bọn em phải comment cái directory để nó trỏ túng đúng tới cái root của cái project mà bọn em muốn á. Giả như Phước là vừa nãy bị đấy, em có một cái folder trong đó nó có một cái e-commerce với lại một cái bạt 33 đúng không? Đó, em trỏ không đúng là nó sẽ không lấy được file package.json, em chạy là bị sai đúng không? Đó, rồi mấy cái lệnh runtime rồi, có kiểu lệnh gian này, có kiểu kệ nó đi, free thì nó cho free thì cứ free đi, nó cho là 512 MB và CPU là 0,1 CPU này, nói chung là nó rất là cùi bắp. Đấy, mình đang xài free thì không đòi hỏi gì cả. Advanced này cũng, à, Advanced này cần biến thêm này,
Mình có biến environment không? Có, mình có environment cho file env này đúng không? Đầu tiên là mình có một cái connection string. Thêm connection string. Value là gì? Đó. Bởi vì đây là mình trong file env mà thầy nói rồi. Env là mình phải phải tự config đúng không? Add. Thầy sẽ add db name. Giá trị đấy. Cứ add từng cái một. Mình có reason đó thôi. Secret. Này cẩn thận copy nhầm dấu cách nha. Rồi. Dán. Ok chưa? Secret file không có. Health check rồi deploy gì đó. Auto deploy nghĩa là sao? Nghĩa là mỗi lần mà code có sự thay đổi. Code ở cái nhánh nào? Nhánh này là nhánh main có sự thay đổi. Thì nó tự deploy lại. Hoặc là bạn muốn là mỗi lần deploy lại là mất công thì không deploy chẳng hạn. Thì thủ công. Em có thể vô website này tự động bắt nó deploy bất kỳ lúc nào. Thì ở đây thầy cho nó auto đi. Rồi, create web server. Rồi, đợi. Rồi, đang chạy đúng không? Đây nó sẽ hiển thị cái terminal nó bắt đầu chạy này. Nó clone cái code của nó về. Xong rồi nó chạy, bắt đầu chạy. Version đang 18.13. Ok, ngon rồi. Using version đúng cái version của mình. Bạn nào mà thiếu cái bước này nó sẽ mặc định chạy version 14. Code mình version 15, à 18. Xua kèo luôn, nó sẽ bị conflict. Rồi. Doc on gì đó, bla bla kệ đó, nó có cái log này này, mình có thể xem trong cái log này, cái event này, cái chính là copy này này, tí nữa mình sẽ truy cập bằng cái đường link này, được chưa? Này, có cái log lại đi, đâu đây? À, first deploy đây, đang chạy, đợi nó chạy nhá. À, trong quá trình đó thì thầy sẽ cập nhật environment này thầy có rồi này. Cái local này, local admin này, bây giờ nó sẽ là server admin đúng không? Duplicate thầy sẽ sửa cái thằng này thành không phải local admin nữa mà là server admin và cái đường cái này này, hot thì thầy sẽ phải sửa cái tên thành cái tên này. Đúng không? Lưu lại đã. Ok. Bây giờ tí nữa thầy login thì thầy sẽ phải sử dụng đến đổi cái environment đấy, local admin thành server admin. À, đường hot của thầy nó sẽ thay đổi thành current value nó thành cái này chứ không phải initial value nữa. Wow. Nãy lưu không ăn hay sao mà lưu luôn save and override luôn. Ok đấy, hot của thầy. Ok ngon rồi, nhưng là đợi nó chạy thôi. Environment này có này, ba cái biến vừa nãy mình thêm vô này. Đấy, các thứ ổ đĩa là gì đây? Check are not support for free instant time. À, bây giờ vui lòng trả tiền thì mày mới được đọc. À, theo tao không có tiền. Này, đợi tí nó đang chạy. Khi nào chạy xong nó sẽ báo. Này, thầy sẽ cắt trong clip này không quay cho. View fail lý do là gì ta? Có khả năng là có còn số đất không? Gì đây? Cọc bit. Để put lại. View fail đúng không? Fail to build. Manual deploy này. Deploy let let it late commit này. Đợi thôi. À, trong quá trình đó thì thầy điểm danh phát nha. À, đợi nó deploy đây. Số 1 Võ Pháp. Số 2 Nguyễn Hào. Số 3 Đình Hùng. Số 4 Công Nhật. Số 5 Phương Trang. Số 6 Anh Thắng. Số 7 Đăng Dương. Số Dạ 8 có thầy. Thiện Tâm. Số 9 Viết Hồng. Có thầy. Số 10 Trung Hòa.
11 huy chương, 12 khắc thắng, 13 văn việt, 14 thế huy. Dạ có thầy. 15 văn lộc, 16 văn trúc, 17 tùng lâm, 18 công phước, 19 tường vi. Đợi nó chạy lại, sao lại không chạy được, chạy khá tốn thời gian. Đấy, có thể là vì một lý do gì đó. Thông thường mà khi bị build phụ fail ấy, nó sẽ thâu lốc lỗi ra, nó hiển thị là tại sao fail, thì mình sẽ fix ở trong cái project của mình. Đấy, cái này mình sẽ đóng lại đã. Giữ lại này. Gian. Ở đây mình không có lệnh gian build, mình cũng chưa build, nhưng mà mình gian start mình chạy nó được, nghĩa là à, ta chỉ cần chân C này, gian start lại thử chạy được không, chạy có vẻ được này, để chỏ môi trường lại ở trong đây là local admin này, send này, chạy được mà, nghĩa là local đang chạy được đó. Thì nhiều khi á, vấn đề nó vẫn xảy ra khi mà các bạn thử những cái môi trường khác nhau. Local chạy được, server chạy không được là bình thường. Nó là sự khác biệt giữa các cái môi trường khác nhau, các phiên bản là nhiều yếu tố khác nhau nữa. Đó. Đây, đợi một xí nữa xem thử nó chạy không. Đằng nào cũng đợi tới bây giờ rồi.